Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến bộ ngành về các phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 Quý Mão và nghỉ lễ Quốc khánh 2023 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong đó đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão với hai phương án nghỉ 7 hoặc 9 ngày. Theo phương án 1, công chức viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày thứ 6 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày thứ 5 26 tháng 1 năm 2023. Chiếu theo lịch âm, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Với phương án này, công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày. Còn với phương án 2, công chức viên chức được nghỉ Tết từ ngày thứ 7 21 tháng 1 năm 2023 đến hết Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tức là kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Theo phương án này, công chức viên chức sẽ nghỉ tổng cộng 9 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ hàng tuần. Theo đề xuất, Bộ Lao động cho rằng phương án 1 đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không dài quá 7 ngày, hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết Nguyên đán.